Xin được kính chào quý cô bác chị và các bạn trong nhà ngoài nước đã đến với kênh Minh Chí TV. Chào cô bác chị, chào cả nhà mình nha. Thì lời đầu tiên thì chúc cô bác chị và cả nhà mình luôn mạnh khỏe và bình an ha. Thì hôm nay là tiếp tục cái câu chuyện liên quan đến drama ha cô bác chị. Thì cô bác anh chị cũng đã biết rồi, cái câu chuyện này mới ban đầu là cô Nguyễn Phương Hằng chỉ có như là lên tiếng vạch trần thằng Y Lan Băm chữa bệnh tào lao á cô bác chị, chữa bệnh công điếc mà bằng có ba chiêu hà ha, móc cổ, móc họng, vào lỗ tai trong vòng 15-30 phút là xong một ca đó các anh chị ha, là coi như là nói được luôn á, gỗ tay rần rần luôn á các anh chị ha. Nhưng mà giờ không biết đi đâu rồi, trốn chui trốn nhủi đi đâu rồi, nghe nói có mấy anh em đi ra ngoài tìm mà mất tích rồi, biệt tâm luôn rồi, thần nghi thần linh chắc lên núi luôn rồi. Lúc trước coi như là khi mà xảy ra cái câu chuyện drama này đó thì ông ta coi như là cũng đã gửi lời nhắn với cô Hằng là xin cô Hằng bỏ qua cho ông ta sẽ lên núi đi tu ha các anh chị, lên núi luyện luyện công, luyện công coi như là đấu kiếm trên tình bạn với tình yêu với HL, nhưng mà HL không đi nên anh ta coi như là phải chịu trận ở lại luôn. Này nó vui nghe, này cô Hằng không chịu nghe, không có, cô Hằng là dứt quyết vạch trần cái thằng Y Lan Băm lừa đảo này nghe các anh chị. Thì lúc đó cô anh chị biết rồi, cô Nguyễn Phương Hằng chỉ nhờ bốn gừng sĩ ghiền sĩ gạo cội cây đa cây đề đã từng được coi như là ông Lan Băm này chữa trị, hãy lên tiếng một câu nói là chữa trị có bớt hay không và như thế nào để cho người dân người ta thức tỉnh nghe các anh chị. Tại vì những người này là người nghệ sĩ của công chúng thì họ phải vì công chúng nghe các anh chị, nhưng mà đổi lại một sự im lặng rất là đáng sợ các anh chị nghe. Lúc thì lên sân khấu thì diễn thì nói nhân nói nghĩa hay lắm, bà con cô bác thì đó, bà con cô bác là cái ơn thế này cái kia, má tám má bảy má sáu nói tình cảm nói ngọt ngào ha, bị đánh lừa, chúng ta đã bị đánh lừa, thức tỉnh rồi cô bác chị ơi, thức tỉnh phải thức tỉnh thôi, đánh lừa bao nhiêu năm rồi, lên thì nói coi như mía lùi luôn, ngọt như mía lùi luôn á, nhưng mà tới hồi hành động á chỉ một câu một lời lên tiếng để cho cộng đồng, cho xã hội, cho người dân, cho khán giả của mình để mà coi như không bị lừa thì không nói ha các anh chị, đã rõ hơn các anh chị rồi. Xong rồi tới ví dụ mà ngậm mười mấy tỷ của bà con miền Trung á, tiền coi như là xương máu mồ hôi nước mắt của những mạnh thường quân người ta gửi để mà coi như ông này ra để cứu trợ đồng bào miền Trung trong lúc mà coi như là ngặt chứ không phải là lúc nghèo đó, như ông ta, như ông Hà Lò đã nói đó nghe các anh chị. Lúc đầu là cô Nguyễn Hằng không có đụng chạm tới những cái thành phần liệt sĩ nhà báo bẩn hai mặt, rồi những cái thành phần bên kia ha các anh chị, thần linh thần 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 y thần thần linh thì sau này, lúc đầu là thần y ha các anh chị, gừng sĩ điền sĩ cũng sau này đó. Thì sau đó thì cái cô nhà báo bẩn hai mặt hèn ni cô các anh chị tự đâu xuất hiện nhảy ra, cũng vì hận tình hay gì đó, mấy anh coi như là đi gia nhập câu lạc bộ Juventus hết thì hận tình tấn công vào cái quỹ hằng hữu, đem đến rất là nhiều lợi ích cho cộng đồng, để mà đem đến sự sống cho rất nhiều cháu bé bị bệnh tim, bị não ung thủy, rồi làm những cái việc thiện nguyện như xây cầu, xây đường, làm đường hay có anh chị, xây trường, rồi rất nhiều những vấn đề khác như quỹ oxy đó, là coi như là oxy di động đó, có anh chị đó, rồi quỹ giờ hoàng, rồi quỹ ủng hộ cái quỹ mà coi như là cho những người hoàn lương sau khi mà coi như là mãn hạn tù ra có cái vốn để làm ăn, rất nhiều những vấn đề mà cô Nguyễn Phương Hằng và chú Dũng đã làm đó, coi như là cũng gì ha, chú cô Hằng cũng gì coi như cái lỗi lớn nhất của cô Hằng chú Dũng là làm không mà không bia không ai biết hết, nên coi như là như vậy đó, nên cớ sự như vậy đó ha. Nên cô anh chị thì cái cô này tự nhiên nhà báo hàng nên cô tự nhiên chạy đâu nhảy vô anh quá chị tấn công vào trên một doanh nghiệp tạo ra hàng trăm hàng vạn việc làm cho người dân, rồi đó có cái nguồn thu nhập đóng thế cho nhà nước rất là lớn, hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng. Cái bản chất của cô này thì đúng rồi, quá chị cũng nghĩ rồi, cô ta là có tư tưởng là như thế nào rồi mọi người cũng biết rồi ha, cô ta đòi tam quyền phân lập và nói đài VTV là giả thì cô bác chị cũng biết rồi, nhục những con cá nộp luôn. Và rồi cô bác anh chị thấy là cái cô ta hẹn cô Hằng qua uống rượu vang, nhưng mà khi mà cô Hằng đến nhà thì không dám mở cửa ha cô bác anh chị ha, ai nét rằng nẹt ai chắc như nước cất thì cô bác anh chị cũng biết rồi. Và ở đó có hàng ngàn hàng vạn người dân, người ta rất phẫn nộ bức xúc và dành những cái từ mà qua Mỹ cho cô này ha cô bác anh chị. Và theo như thông tin em có được là hiện nay là coi như là cái nhà của cô này là không thấy cô này xuất hiện cô bác anh chị ha, không biết là coi như là trốn chui trốn nhủi chui ống cống ở trong nhà hay sao đó, như hay là dọn đi chỗ khác rồi.
Bây giờ làm sao mà dám xuất hiện trước gương mặt của mình, trước bà con cô bác đây ha, cô anh chị. Và hôm kia thì cô Nguyễn Phương Hằng mới mới nạt chút xíu thôi, nói là sẽ đến lần thứ hai thì cô ta đã chạy ra coi như Cần Giờ rồi, không biết là khỉ ra ngoài là gia nhập ra đạo khỉ gì đó. Xí khỉ, đúng là xí khỉ luôn. Bữa đó cô ta nói đúng, uống rượu vang xí khỉ có luôn á, trèo lên một cô gái, một người đàn bà phụ nữ mà trèo lên mà vậy đó hả, hớ hên vậy hả, trời đất quỷ thần ơi. Có mặc dù là hàng công cộng của mấy anh kia nhưng mà không thể làm mất hình ảnh của phụ nữ Việt Nam như vậy được, rất là nhiều người bức xúc cô này đó nghe nghe. Có những cô mà coi như là Phật tử mà người ta đến nỗi mà người ta chịu không nổi luôn á, người ta nói á, nếu mà gặp á, gặp mà nói trả lời mà không la lẻ đó, nhiều khi phải khi tác động vật lý một cái là tới đâu tới luôn á, người ta nói vậy luôn, bức xúc vậy luôn á. Có quá anh chị phải đơn giản đâu, nghe nói là coi như là chui ống cống bỏ trốn rồi, nhục quá mà nhục cái nục mà đi ra đảo khỉ gì đó, thì nói là coi như là đi chơi chứ mình phải dạy gì mắc vào gì bà cuồn cuộn mắc vào một người như vậy. Ủa ai ai mượn, ai mượn lúc trước ai mượn cái drama của người ta đâu, đâu có nói tới bà đâu, tự bà nhảy vào bây giờ nhục quá rồi hả, bị mọi người phản ứng quá thì bây giờ như là nói vậy đi cho đỡ quê hả, quê thì có quê, quê rồi vẫn còn quê nha. Còn bây giờ nè, nhục thêm nữa nào, bà Hằng đã làm những gì thì sau đây xin mời xem cái đoạn video này ha, nhục cũng có nục ha, xem đoạn video này coi như là đập đầu vào gối coi như là tèo mẹ đi ha, làm người mà coi như là để cho mọi người khác, người dân người ta coi như là coi mình không ra gì, dùng những từ mỹ miều sắp mặt vào mình thì coi như là thua rồi. Bây giờ ai cũng biết là coi như ẻm của anh tan thành cớt hết ha, trời ơi hàng nóng của anh ha. Đó, đằng sau sự thành công của một người đàn ông đó là một người đàn bà như vậy đó, đi gia nhập câu lạc bộ Juventus, đó. Ai mà dính vào bà này là thế nào cũng thân bại danh liệt thôi. Rồi mời các bác chị xem đoạn video này ha, để sáng mắt ra, để cho hàng Nico sáng mắt ra, để coi như là năm con yêu nhà nhện nó sáng mắt ra, năm yêu nhà nhện ai các bác chị cũng biết rồi. Rồi xin mời cả nhà nha.
trước tiên hỏi người khác đã làm những gì á, thì hãy coi như là nhìn lại mình đã làm những gì trước, đã làm được những gì đóng góp cho xã hội cộng đồng trước ha. Rồi, cô bác anh chị vừa xem cái đoạn video trên của em ha, và cái đoạn video những hành động của cô Nguyễn Phương Hằng. Cô bác anh chị nghĩ coi ha, một người mà coi như làm từ thiện không cần PR, có cần phải coi như ăn cần, có cần phải diễn gì không? Diễn này trong mặt kép nha, diễn là cái tụi kia kìa, cái tụi mà mượn qua cúng Phật đó, càng diễn là tiền vô càng nhiều đó ha, càng lũng càng nhiều đó ha các anh chị. Rồi các anh chị có ý kiến gì thì comment bình luận phía dưới video này nha, nhớ comment bình luận và cho em một like để tăng đề xuất và cái tương tác của video ha các anh chị. Các anh chị nào chưa đăng ký kênh, đăng ký kênh ủng hộ em. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các anh chị đã luôn đồng hành ủng hộ. Chúc mọi người mọi điều thuận lợi nha. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.